Cầu Đăng Kia còn có tên gọi là cầu Suối Cát, nó được người dân địa phương dựng lên từ nhiều năm nay. Và đến nay, cầu đã xuống cấp trầm trọng, ẩn chứa nhiều mối nguy hiểm cho những ai đi qua đây. Cầu có chiều dài 40m được mắc bởi những thân gỗ thông đã mục nát. Mặt cầu và cột trụ được kết nối lại với nhau bằng những sợi dây thép đã hoàn chỉnh. Trước tình trạng cầu xuống cấp, bà con nơi đây lại vận động nhau, góp mỗi người mấy chục ngàn mua dây thép về chằng, gia cố lại để cây cầu bớt siêu vẹo. Mặc dù các cơ quan chức năng đã đặt biển cấm người và phương tiện qua lại ở hai đầu cầu, nhưng người dân địa phương vẫn đi qua mỗi ngày bất chấp nguy hiểm. Bởi đây là con đường duy nhất để bà con đi lại, vận chuyển hàng hóa nông sản và cũng là con đường tắt qua xã Đưng Cơ Nớ. Đã có rất nhiều trường hợp người dân đi qua cầu bị rơi xuống nước. Theo bà con nơi đây cho biết, chỉ tính riêng từ đầu năm tới nay đã xảy ra 3 trường hợp. Là vì lý do cái cầu nó bị xuống cấp như thế này, nhiều người đi qua lại, nhưng mà bị té cũng nhiều người. Hay vì cái cầu như thế này thì cũng mong rằng cấp chính quyền cũng là giúp đỡ rồi tạo điều kiện cho chúng tôi có cầu đi qua đi lại. Bên kia cây cầu có khoảng hơn 120 hectare đất canh tác của bà con, nên họ đang bất chấp nguy hiểm vượt qua cây cầu để kiếm kế mưu sinh. Mỗi lần đi qua đây, bà con đang phải đối diện với một thử thách hết sức khắc nghiệt. Ngày ngày mong muốn có một cây cầu bắc qua suối để thuận tiện cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa, đã trở thành nhu cầu bức thiết của mỗi người dân nơi đây. Chính quyền và địa phương cho chúng tôi được có một cây cầu để chúng tôi đi lại được bình an. Trước tình trạng này, Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương cùng các cơ quan chức năng đã tiến hành đi kiểm tra khảo sát và cho đặt biển cấm người và phương tiện qua lại ở hai đầu cầu. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân huyện cũng đã lập tờ trình đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng xem xét cho đầu tư xây dựng cầu mới thay thế cầu Đăng Kia đã xuống cấp hoàn toàn. Được biết, vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt cho xây dựng 3 cầu yếu trên địa bàn huyện Lạc Dương, trong đó có cầu Đăng Kia. Cầu nằm trong dự án xây dựng vành đai trung hạ của huyện Lạc Dương, bao gồm đoạn đường nối tiếp đường nhựa của tổ dân phố Đăng Kia và cầu treo dân sinh Đăng Kia. Về phía công trình cầu treo Đăng Kia thì được đầu tư bằng bê tông cốt thép vĩnh cửu, chiều dài khoảng 40m. Thì về tổng mức đầu tư sẽ nằm trong cả cái tổng mức đầu tư chung của gói dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường nối từ thị trấn Lạc Dương đi đường DT722, nay là đường Đông Trường Sơn. Thì trong cái khoảng tổng mức đầu tư này thì do dự án hiện nay đang trong quá trình lập thiết kế kỹ thuật và dự toán, nên là việc xác định cái tổng mức đầu tư riêng cho công trình cầu treo Đăng Kia thì chưa được xác định cụ thể được. Tuy nhiên thì theo đánh giá chủ quan của phía cơ quan quản lý nhà nước thì cũng phải rơi vào khoảng từ 10 đến 15 tỷ đồng. Trong tương lai không xa, trên dòng suối Cát sẽ có một cây cầu bằng bê tông vững chãi bắc qua thay thế cầu dân sinh đã xuống cấp. Nhưng trước khi cầu Đăng Kia mới được xây dựng thì chính quyền địa phương và ngành chức năng cần có sự gia cố những chi tiết đã hư hỏng nặng để tạo điều kiện thuận lợi trong việc vận chuyển nông sản, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.